Tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 tháng 10 âm lịch năm 2024 Giáp Thìn. Người sinh năm 1967 là tuổi Đinh Mùi, tức là tuổi con dê và thuộc mệnh thủy, với ảnh hưởng của thiên hà thủy hay nước sông Thiên Hà. Trong tháng 10 năm 2024 âm lịch, tuổi Đinh Mùi sẽ nhận được nhiều may mắn và lợi thế nhờ sự hỗ trợ từ các cát tinh. Điều này có nghĩa là mọi nỗ lực và công sức của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Họ không chỉ đạt được những kết quả mong muốn mà còn có khả năng thăng tiến và đạt được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp. Tổng quan tử vi. Tử vi tháng 10 năm 2024 của người tuổi Đinh Mùi 1967 cho thấy tháng này bạn sẽ có những lợi thế lớn nhờ vào sự bảo trợ của nhiều cát tinh. Đây là thời điểm mà sự quyết đoán và dám nghĩ dám làm của bạn sẽ mang lại nhiều thành công và may mắn. Công việc của bạn sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Tất cả những nỗ lực và công sức bạn bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Và bạn còn có cơ hội để đạt được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp của mình. Các vấn đề khó khăn trước đây dần được giải quyết, giúp bạn tìm ra các phương án thay thế hiệu quả cho những sai sót trước đó. Tuy nhiên, sự thuận lợi hiện tại cũng đồng nghĩa với việc cạnh tranh sẽ gia tăng, yêu cầu bạn phải nâng cao kỹ năng và kiến thức để không bị tụt lại phía sau. Dù không có tài tinh chiếu mệnh trong tháng này, nhưng sự tiến triển tốt đẹp trong công việc sẽ đảm bảo thu nhập của bạn tiếp tục tăng trưởng. Hãy tập trung vào việc phát triển sự nghiệp hiện tại thay vì phân tán năng lượng vào quá nhiều mục tiêu kinh doanh. Điều này sẽ giúp bạn tránh được rủi ro và tổn thất tài chính. Trong tháng này, bạn sẽ có xu hướng trở nên hướng ngoại, tích cực kết nối và mở rộng các mối quan hệ, bao gồm cả việc tìm kiếm một tình yêu mới. Các hoạt động nhóm cũng hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn nhiều mối quan hệ tốt đẹp và có ích. Về sức khỏe, bạn cần thay đổi thói quen ăn uống không hợp lý trước đây và áp dụng nguyên tắc ăn uống lành mạnh với bữa sáng đầy đủ, bữa trưa cân bằng và bữa tối nhẹ nhàng. Tâm trạng cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Vì vậy, hãy tìm cách đối phó hiệu quả với những thay đổi cảm xúc để duy trì sức khỏe tốt nhất. Về mặt sự nghiệp, tháng 10 năm 2024 dự đoán sẽ là một tháng đầy thuận lợi cho người tuổi Đinh Mùi 1967 nhờ sự ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp thái tuế. Những thành công mà bạn đạt được trong thời gian này không chỉ dựa vào may mắn mà chủ yếu là kết quả của sự cố gắng kiên trì và nỗ lực không ngừng từ trước đó. Bạn sẽ thấy rằng mọi việc tiến triển thuận lợi và đạt được kết quả như mong muốn. Người tuổi Đinh Mùi 1967 thường có khả năng nhìn xa trông rộng và lập kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Bạn sẵn sàng chấp nhận những thử thách và rủi ro, hiểu rằng không có con đường thành công nào không có khó khăn. Những khó khăn trước đây đã được giải quyết, giúp bạn dễ dàng tìm ra giải pháp thay thế cho những sai lầm đã mắc phải. Hiện tại, bạn đang gặt hái những thành quả từ những nỗ lực của mình và có cơ hội tiến xa hơn trong sự nghiệp. Uy tín mà bạn đã xây dựng từ trước giúp bạn nhận được sự tin tưởng từ đồng nghiệp và cấp trên, giúp bạn thuận lợi trong việc thực hiện các dự án và nhiệm vụ. Sự xuất hiện của tỷ kiên cho thấy sự quyết đoán và mạnh dạn của bạn sẽ mang lại nhiều thành công. Nếu bạn có kế hoạch quan trọng nào, đây là thời điểm thích hợp để thực hiện. Mặc dù có thể sẽ gặp phải những khó khăn ban đầu, tuy nhiên, với sự quyết tâm, bạn hoàn toàn có thể vượt qua các thử thách và đạt được mục tiêu của mình. Mặc dù thành công hiện tại mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng có thể khiến bạn đối mặt với sự ganh ghét và cạnh tranh cao hơn. Đặc biệt, sự hiện diện của hung tinh ngũ quỷ báo hiệu có thể có những tiểu nhân đang rình rập. Do đó bạn cần phải giữ tỉnh táo và cẩn thận để tránh rơi vào bẫy. Để duy trì sự cạnh tranh và phát triển bền vững, bạn cần liên tục nâng cao kỹ năng và kiến thức của mình. Đồng thời, việc thường xuyên đánh giá và điều chỉnh chiến lược phát triển sự nghiệp sẽ giúp bạn đảm bảo rằng bạn luôn đi đúng hướng và không bị lạc hậu. Đau đầu, khó ngủ, ngủ không sâu giấc, khó vào giấc, có ngay trà thảo mộc an thần, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm căng thẳng, mệt mỏi.
liên hệ 0377198911. Về mặt tài vận, người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 sẽ gặp một tháng tài chính ổn định khi không có sự hiện diện của tài tinh. Sự ổn định này không có nhiều biến động và có thể được coi là một tín hiệu tích cực. Bạn không cần phải quá lo lắng hay vội vàng trong việc quản lý tài chính, vì tình hình tài lộc hiện tại khá vững vàng. Trong công việc, mọi thứ đang tiến triển thuận lợi và thu nhập được đảm bảo. Thậm chí, bạn có thể thấy sự gia tăng thu nhập từ các khoản lương, thưởng và hoa hồng tốt. Nếu bạn tiếp tục làm việc chăm chỉ và chứng tỏ bản thân, tài khoản của bạn có thể tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn nên tránh việc ôm đồm quá nhiều mục tiêu kinh doanh, vì điều này có thể dẫn đến việc không hoàn thành công việc hoặc thua lỗ. Dù có khát vọng gia tăng tài sản, bạn không nên đưa ra các quyết định đầu tư vội vàng nếu chưa phải là thời điểm thích hợp. Hãy đánh giá tình hình một cách cẩn thận và khôn ngoan hơn. Trong tháng có sự xuất hiện của ngũ quỷ, không phải là thời điểm thuận lợi để thực hiện các đầu tư mới hoặc mở rộng các dự án có rủi ro cao. Những rắc rối tiềm ẩn có thể xảy ra và bạn có thể trở thành mục tiêu của những kẻ xấu lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của bạn. Do đó, cần phải thận trọng và tránh cho vay mượn số tiền lớn trong thời gian này. Về mặt tình cảm, tháng 10 năm 2024 âm lịch mang đến những dấu hiệu tích cực cho người tuổi Đinh Mùi 1967 nhờ sự ảnh hưởng của tam hợp. Cát tinh này hứa hẹn sẽ giúp các mối quan hệ của bạn trở nên tốt đẹp và hài hòa hơn. Bạn sẽ cảm nhận được sự ủng hộ và yêu mến từ những người xung quanh, và nhiều tình huống có thể diễn ra ngoài sự dự đoán của bạn. Vì vậy, bạn nên để mọi thứ trôi chảy một cách tự nhiên mà không cần quá lo lắng hay can thiệp nhiều. Nếu bạn đang độc thân, tháng này là thời điểm thuận lợi để bạn mở rộng các mối quan hệ và kết giao với nhiều người mới. Bạn sẽ cảm thấy mình trở nên năng động và hướng ngoại hơn, và các hoạt động nhóm sẽ giúp bạn tạo dựng những mối quan hệ mới. Đây cũng là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm tình yêu mới, cũng như mở rộng các cơ hội hợp tác. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng không nên để những kẻ tiểu nhân lợi dụng bạn, đặc biệt là với những người mới quen. Bạn nên cẩn thận và không để mình bị lừa dối bởi những vẻ ngoài hào nhoáng hay những lời nói ngọt ngào. Hãy tìm hiểu kỹ lưỡng để bảo vệ bản thân khỏi những rủi ro không đáng có. Đối với những người đã có mối quan hệ, tháng này sẽ giúp bạn giải quyết những hiểu lầm và xung đột đã gây căng thẳng trước đó. Bạn sẽ cảm thấy sự an tâm và tin tưởng khi người yêu của bạn mang đến cảm giác an toàn. Sau những thử thách, mối quan hệ của bạn sẽ trở nên gắn bó hơn và cả hai sẽ học được cách nhường nhịn nhau. Có khả năng, bạn và người yêu sẽ bắt đầu thảo luận về việc kết hôn và sự ủng hộ từ những người xung quanh sẽ làm tăng thêm niềm vui và hạnh phúc trong mối quan hệ của bạn. Về mặt sức khỏe, những người sinh năm Đinh Mùi 1967 trong tháng này sẽ không gặp vấn đề lớn nếu họ duy trì thói quen tập thể dục đều đặn như trước. Việc tập luyện thường xuyên sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt và phòng tránh bệnh tật. Tuy nhiên, bạn cần điều chỉnh lại thói quen ăn uống không khoa học mà bạn đã thực hiện gần đây. Hãy tuân theo chế độ ăn uống hợp lý với nguyên tắc ăn sáng đầy đủ, ăn trưa cân bằng và ăn tối nhẹ nhàng. Chế độ ăn uống này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn góp phần vào việc kiểm soát cân nặng của bạn. Tâm trạng của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, cần chú ý quản lý cảm xúc và giảm căng thẳng để không làm suy giảm tình trạng sức khỏe của bạn. Hãy tìm cách làm dịu cảm xúc và giữ tinh thần lạc quan. Trên đây là tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 dành cho tuổi Đinh Mùi 1967. Hy vọng bạn đã có những thông tin hữu ích. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thêm thông tin thú vị. Chúc bạn một tháng mới sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và bình an.